Đà Nẵng được đánh giá là một điểm đến mới và hấp dẫn nhất thế giới. Đó là nhận xét từ những du khách đã và đang trải nghiệm vùng đất xinh đẹp này. Vậy, điều gì đã làm cho Đà Nẵng trở thành một điểm đến được yêu thích nhiều đến như vậy? Hãy cùng Bích Ngọc tìm hiểu nhé! Thứ nhất, những địa điểm du lịch ngoạn mục ở Đà Nẵng. Du khách yêu thích địa điểm du lịch ở Đà Nẵng bởi lẽ nơi này vừa có núi, vừa có biển, vừa có rừng, lại vừa có sông. Đà Nẵng hút hồn du khách bởi vẻ đẹp của bãi biển Mỹ Khê, nước xanh, cát trắng, bị quyến rũ bởi bà Nà Hưu có đủ 4 mùa trong một ngày, mê hoặc bởi Ngũ Hành Sơn, nơi thiên nhiên với tâm linh giao hòa. Mê hoặc bởi Ngũ Hành Sơn, nơi thiên nhiên kết hợp với tâm linh hội tụ. Thứ hai, resort, khách sạn đẹp, sang và rẻ. Một lý do khiến các du khách phát cuồng đến Đà Nẵng bởi những resort khách sạn sang chảnh ở đây không hề đắt một chút nào. Những khách sạn resort 4-5 sao đẳng cấp không thua kém các sức mạnh về du lịch khác như Thái Lan, Singapore nhưng lại có mức giá hoàn toàn hợp lý, phải chăng cho du khách. Khách sạn 3 sao, 4 sao có kiến trúc rất đẹp mắt và được thiết kế như chính ngôi nhà của bạn, đầy đủ dịch vụ cho du khách mà giá chỉ từ 500.000 một đêm. Thứ ba, du khách mãn nguyện về các dịch vụ ở Đà Nẵng. Các quán xá ở Đà Nẵng luôn được bài trí và trang hoàng theo kiến trúc Tây cũng như thực đơn với những món ăn Tây phong phú. Mặc dù mang âm hưởng phương Tây nhưng Đà Nẵng cũng phải thủ cho mình những đặc tính riêng với những món ăn địa phương dân dã hấp dẫn các du khách như bánh mì xíu, bánh bèo, bánh xèo, gỏi cá Nam Ô, mì Quảng. Các địa điểm vui chơi ở Đà Nẵng cũng không hề có giá trên mây. Đà Nẵng luôn tạo điều kiện không chỉ cho du khách đến tham quan có thể tận hưởng một chuyến đi tuyệt vời mà còn giúp cho người dân xả stress sau những ngày dài làm việc. Thứ tư, đồ ăn cực ngon và rẻ. Nếu như Hà Nội có món phở bò thu hút du khách khắp nơi trên thế giới, hay như Sài Gòn nổi lên với cơm tấm, bánh tráng, bánh canh, say mê lòng du khách, thì Đà Nẵng lại chọn cho mình một thiên đường ẩm thực bình dân đặc sản để quyến rũ du khách nước ngoài đến với vùng đất này. Ở Đà Nẵng có rất nhiều món ngon hấp dẫn chỉ với 15-20 nghìn. Những dĩa bánh xèo, bánh nậm với giá vài nghìn một chiếc, những tô bún mắm nêm, bún thịt nướng thơm phức hay những đĩa hải sản tươi ngon với giá hữu nghị chỉ chừng từ 100-200 nghìn. Nếu như đi một nhóm chừng 4-5 bạn thì mỗi người chỉ tốn chưa đến 200 nghìn, nhưng đến với các nước trên thế giới phải mất chừng 50-100 đô. Thứ năm, người dân cực kỳ thân thiện. Con người cũng góp phần làm nên nét đẹp của đất nước. Tất cả các du khách đến đây đều ấn tượng bởi tính thân thiện và gần gũi của con người Đà Thành. Lúc nào cũng đón khách với khuôn mặt rạng rỡ nụ cười, chất giọng giản dị miền Trung đầy âu yếm ngọt ngào. Họ luôn tạo được không khí giao tiếp vui vẻ nhất, tạo cho bạn cảm giác mua sắm thoải mái và hỗ trợ bạn tối đa trong việc tham quan và du lịch. Thứ sáu, các khu mua bán sầm uất đa dạng. Đà Nẵng có rất nhiều khu chợ nổi tiếng từ lâu đời. Nơi đó, các du khách có thể vừa tham quan, vừa mua đồ lưu niệm, mua quà cho người thân bạn bè với giá cực rẻ. Với du khách nước ngoài thì những khu chợ đó là địa điểm lý tưởng để họ tìm hiểu thêm về cuộc sống và con người nơi đây. Thứ bảy, vị trí. Đà Nẵng thuộc miền Trung Việt Nam. Từ đây, du khách không mất nhiều công sức và thời gian có thể ghé thăm các địa điểm du lịch lân cận như phố cổ Hội An, đi ngắm vịnh Lăng Cô, chạy thẳng ra Huế để thưởng thức các món ăn gia truyền vua chúa thời xưa, ghé thăm Mỹ Sơn cũng chẳng hề xa xôi gì, cũng như khám phá bán đảo Sơn Trà hay Củ Lao Chàm chỉ khoảng chừng 15 km. Thứ 8, giao thông thuận tiện. Bạn sẽ tìm đâu được một thành phố du lịch mà việc di chuyển thuận lợi như Đà Nẵng. Đà Nẵng sở hữu tất cả từ sân bay, cảng biển, bến tàu, nhà xe. Trong thời gian bạn lưu trú tham quan tại đây, bạn cũng có thể dễ dàng được phục vụ từ xe ôm, xe taxi, xe buýt, xe tour. Với tất cả những nguyên nhân trên thì các bạn đã hiểu tại sao du khách lại hâm mộ địa điểm du lịch Đà Nẵng, vùng đất xinh đẹp này rồi chứ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.